Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với podcast văn học nghệ thuật của Báo Hà Tĩnh. Chương trình có tại địa chỉ baohatinh.vn và kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Hôm nay, chúng ta hãy đến với những cảm nhận hết sức tinh tế về mùa thu của tác giả Bùi Việt Phương qua tản văn Lối nhỏ vào thu. Bài viết đăng trên Báo Hà Tĩnh cuối tuần ngày 24 tháng 8 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Thu Hà. Tôi mở cửa sổ, một không khí mát rượi ùa vào căn phòng. Phố hôm nay vắng quá, vắng tiếng động cơ, vắng bóng người và cả nắng vàng hình như cũng khẽ khàng sau vòm lá bàng xanh. Chả có nhẽ đã là mùa thu rồi ư? Không đúng, mới hôm qua, hôm kia nắng gắt rồi sấm đùng đoàng, mưa xối xả. Trời nhẹ trở mình, mùa qua mùa nhẹ tênh đến thế hay sao? Tôi pha một ấm trà. Lạ, trà ở miền bán sơn địa, nước giếng đào, ấm màu da lươn, được nung đến gan lì bằng thứ đất sét của đồng bằng châu thổ. Những thứ đó kết hợp lại, thành một vị đằm sâu, như dẫn dụ tôi vào thẳm sâu trang sách. Cứ thế, đưa tay vơ vội một cuốn sách. Thật tình cờ, đó lại là tiểu thuyết đầu tay của một nữ nhà văn trẻ. Cô cố gắng làm người đọc tin, đấy là chuyện tận chân trời góc bể, nhưng lại thành thật mà bộc lộ cảm xúc của chính mình. Chuyện nhẹ nhàng đủ khiến người đọc nhíu mày, sao cuộc đời này vẫn làm ta nặng lòng đến thế? Mùa thu đến rồi, hãy vui lên cô gái. Đang trầm ngâm bên một bản thảo mới, hãy khoác ba lô bước đi. Đừng quên mang theo cuốn sổ để ghi lại chính cuộc đời mình. Tôi bước xuống phố, nắng thu khác lắm. Trời cũng xanh lạ kỳ. Những chiếc lá vàng rơi viên mãn, gió thổi bay vèo như một cánh hạc, tiêu dao về tận cuối trời. Con đường dưới chân tôi khô khốc từng phiến đá. Hình như mùa thu đã thấu tỏ cả ngàn năm nên trong trẻo lắng sâu. Nhớ lần đến một làng cổ mùa thu, bước từng bước xuống bậc đá xanh. Bậc đá không thể mọc rêu bởi chân người cần mẫn gánh nước. Dù ở đâu cũng có nước máy, nhưng người ta vẫn lấy nước ở đây để uống. Nước trong vắt lắng từ giếng đá ong, uống vào ngọt mát, tưởng như cả trăm năm chưa hề trôi qua, thời gian ngưng lại trong vô thanh của đất trời. Mùa thu kỳ diệu quá, không ồn ã, không trực diện, mà len lỏi trong từng vật, thay thế những ồn ã bằng sự dịu dàng, êm ái. Thế mà vẫn rực cháy bằng một cách của riêng mình. Nào ai tin, đằng sau hương cốm, hương thị chín là một câu chuyện cổ tích. Còn nhớ, cô Tấm từng vượt qua bao hoạn nạn mới từ trái thị bước ra. Cốm xanh mềm ngọt là sự kết tinh của bùn đất, mưa thuận gió hòa, của mồ hôi công sức. Rồi mấy nữa là tiếng trống ếch, là chiếc đèn kéo quân, đèn ông sao giữa đêm thu. Nó như một sự hồi quang của quá khứ hào hùng mà những đứa trẻ luôn nhắc ta không quên. Mùa thu có một thứ lửa kết tinh của một năm, của một đời và chứa đựng bí mật của ngàn đời. Giờ tôi tin mùa thu đã sang. Lại thêm một lần tôi ngỡ ngàng và chấp nhận.
Thời gian qua nhanh như gió thổi qua kẽ lá. Hình như trước mùa thu, ta thấy mình nông nổi quá, lại muốn tìm một quán xưa, một góc quen, một chiếc bàn với hai ly cà phê say đắm và một tình yêu bền chặt qua năm tháng. Trời thu xanh như màu áo một người, hồ thu trong như mắt một người, và tình yêu ấy sẽ luôn là mùa thu trong trèo nhất. Ta có cho riêng mình một lối nhỏ sang thu.